Thú gì trong suốt 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành cơ yếu Việt Nam và cán bộ nhân viên cơ yếu qua các thời kỳ đã nỗ lực phấn đấu, cống hiến không ngừng, làm nên những chiến công thầm lặng mà dày dạn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Tây Ninh, những năm qua, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp và hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ, tài liệu, trang thiết bị nghiệp vụ từ Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Đảng, Chính quyền, Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an, lực lượng cơ yếu của tỉnh Tây Ninh không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển. Cán bộ chiến sĩ, nhân viên cơ yếu qua các thời kỳ đã nỗ lực phấn đấu cống hiến không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó không thể không kể đến công lao đóng góp của các thế hệ cha anh, của gần 1.000 liệt sĩ cơ yếu đã anh dũng ngã xuống trên khắp các chiến trường. Các thương binh đã để lại một phần máu xương của mình, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ thông tin cơ mật của Đảng, Nhà nước, làm nên những chiến công thầm lặng mà dễ dàng to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành cơ yếu Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng năm 2005, hai Huân chương Hồ Chí Minh năm 1985 và năm 2015. Nhiều tập thể cá nhân trong ngành được phong tặng danh hiệu Anh hùng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong suốt 79 năm qua, lực lượng cơ yếu luôn đồng hành cùng đất nước, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù của dân tộc, xây dựng nên một đất nước Việt Nam hùng cường và phát triển như ngày hôm nay. Mặc dù luôn phải đấu tranh với những kẻ thù mạnh hơn rất nhiều về khoa học kỹ thuật và vật chất, song ngành cơ yếu luôn vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo an toàn, bảo mật chính xác, kịp thời mọi thông tin lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ huy của lực lượng vũ trang. Hệ thống thông tin cơ yếu luôn làm thất bại mọi âm mưu thắng mã của kẻ thù. Nhìn lại những chiến công thầm lặng nhưng rất dễ dàng, những đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ôn lại chặng đường đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng vinh quang và tự hào trong 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chúng ta càng trân trọng quá khứ, càng tự hào với thành tựu và kết quả đạt được. Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, hội nhập sâu rộng với thế giới, vì thế ngày một nâng cao trên trường quốc tế. Nhưng tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp khó lường. Trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa, với sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các yếu tố an ninh phi truyền thống, chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, vũ trụ ảo, tác động đa chiều đan xen, vừa mang lại lợi ích vượt trội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về an ninh quốc gia và tác động sâu sắc đến hoạt động cơ yếu. Trước tình hình trên, hoạt động cơ yếu tiếp tục được Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. Năm 2011, luật cơ yếu ban hành. Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 56 về chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Với tư duy tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, ngành cơ yếu đã đang triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ đạo quản lý nhà nước về cơ yếu, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ huy lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Xây dựng hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia,
đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các hệ thống mật mã tiên tiến, chuyên dụng, giải pháp bảo mật an toàn thông tin cho các bộ ngành địa phương, trong đó tập trung cho các hệ thống vũ khí công nghệ cao, hệ thống công nghệ thông tin viễn thông và hệ thống cơ sở dữ liệu, phục vụ triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh phát triển hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dụng công vụ, giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt quản lý nhà nước về mật mã dân sự. Hiện nay, tại Tây Ninh, những năm qua, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp và hỗ trợ kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ, tài liệu, trang thiết bị nghiệp vụ từ Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Đảng, Chính quyền, Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an, lực lượng cơ yếu của tỉnh Tây Ninh không ngừng được củng cố kiện toàn và phát triển. Ngành cơ yếu trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu về lĩnh vực cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt, nhanh chóng, chính xác, kịp thời và tuyệt đối bí mật trong phục vụ cấp ủy, nhất là chủ động phối hợp, tham mưu cấp ủy, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, triển khai thực hiện các giải pháp bảo mật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. Đời sống vật chất tinh thần đối với người làm công tác cơ yếu được chăm lo, bảo đảm. Đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu được thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy, các địa phương. Thời gian tới, nhiệm vụ của ngành cơ yếu Việt Nam với yêu cầu rất cao, nhất là phải tập trung nỗ lực xây dựng ngành cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại đã được nêu rõ trong nghị quyết 56 của Bộ Chính trị. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngành cơ yếu Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành cơ yếu Việt Nam, 12 tháng 9 1945, 12 tháng 9 2024, do văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 5 Quân khu 7 tổ chức mới đây, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khẳng định, kết quả đạt được của ngành cơ yếu 79 năm qua là rất quan trọng và cần thiết trong thời chiến cũng như trong thời bình. Công tác trong nước cũng như công tác ở nước ngoài là một trong những phương án bảo vệ bí mật nhà nước, là những chiến công rất vinh quang nhưng thầm lặng. Những cái chiến công, những kết quả trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, chúng ta cũng có một phần quan trọng đóng góp của công tác cơ yếu. Và trong thời bình thì công tác cơ yếu cũng vẫn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và yêu cầu đòi hỏi phải là nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đảm bảo bảo mật để tạo nên những cái hiệu quả trong cái lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị trong lực lượng vũ trang cũng như là trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, của các cơ quan mà có cái nhiệm vụ là cơ mật trọng yếu. Buổi họp mặt
không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc mà còn cổ vũ động viên tinh thần đội ngũ cán bộ chiến sĩ nhân viên làm công tác cơ yếu trên địa bàn tỉnh với những việc làm đóng góp thầm lặng nhưng đầy vinh quang, qua đó tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Trong tương lai sắp tới thì ngành cơ yếu sẽ đối mặt với lại rất là nhiều nền tảng khoa học, những trang thiết bị mới và công nghệ mới, thì đòi hỏi cán bộ chiến sĩ cơ yếu phải dành thời gian để nghiên cứu tài liệu và trao đổi thêm rất là nhiều thông tin để sử dụng tốt hết tất cả các thiết bị đó. Thì riêng bản thân tôi và tất cả cán bộ chiến sĩ cơ yếu công an tỉnh Tây Ninh sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã phân công và sẽ thực hiện tốt sứ mệnh để lực lượng cơ yếu ngày càng phát triển. Kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành cơ yếu Việt Nam là dịp để cán bộ nhân viên toàn ngành nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng ôn lại chặng đường lịch sử dễ dàng đã qua. Dù thời chiến hay thời bình, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng cơ yếu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm rạng rỡ trang sử vàng truyền thống, trung thành tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo của ngành cơ yếu Việt Nam. Cán bộ nhân viên toàn ngành cơ yếu hôm nay sẽ tiếp bước cha anh, viết tiếp những bản hùng ca, những chiến công thầm lặng, cùng đất nước dương xa, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Thú vị chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.